Ok, và trong ngày hôm nay Sơn chia sẻ cho các bạn một dự án hoàn toàn mới. Nó được gọi là đọc tin tức kiếm được tiền, và cũng như là bạn hoàn toàn có thể sáng tạo ra được những cái nội dung, xuất bản những nội dung ra và có thể tạo được thu nhập của mình trên online. Và trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ review cho các bạn cái dự án này, cũng như là một số những cái thông tin mà chưa ai nói với các bạn ở bên ngoài kia. Đó, thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn rất là nhanh chóng nhé. Đây là một trong những cái dự án mà Sơn cũng mới bắt đầu thôi. Và đây là cái phần leaderboard. Cứ mỗi một tháng nó sẽ có những cái phần thưởng thêm cho những ai mà tuyển được nhiều referral. Giả sử đây là cái dự án Sơn cũng mới bắt đầu, và hiện tại Sơn đang xếp thứ 3 trong cái tháng này. Nỗ lực thêm một chút nữa thì Sơn sẽ lên được cái level đầu tiên. Đây thì mình sẽ được khoảng 40 đô 40 đô quà tặng thêm nha các bạn. Thì các bạn hãy cố gắng, làm sao đó các bạn trong cái top khoảng 15 thì các bạn cũng sẽ được thêm 5 đô, 10 đô, 20 đô, 30 đô ở đây. Thì chắc chắn rằng các bạn sẽ dễ dàng các bạn đạt được cái này. Rồi thì bây giờ các bạn hãy vào trong cái tài khoản mà Sơn nó để lại phía bên dưới mô tả. Các bạn nó vào truy cập vào đường link. Sau đó các bạn nó sẽ có thể là các bạn chọn cái phần là sign up này. Đấy, các bạn chọn vào phần sign up. Sau đó các bạn có thể là kết nối với tài khoản email hoặc là Facebook. Giả sử đây thì tốt nhất các bạn nên kết nối với tài khoản email đi. Đó, các bạn chọn là phần là kết nối với tài khoản email, sau đó các bạn sẽ chọn cái tài khoản email mà hiện tại các bạn đang đăng nhập. Đó, thêm một vài cái bước là xác thực tài khoản nữa là xong. Sau đó các bạn sẽ vào được cái giao diện giống như của Sơn ở đây. Thì khi mà các bạn ra vào giao diện giống như Sơn, thì cái việc đầu tiên các bạn có thể kiếm được tiền đó là các bạn có thể là đọc tin tức. Tin tức ở đây thì nó cũng có sẵn rồi, các bạn có thể là đọc tin tức để các bạn có thể kiếm được tiền. Bây giờ Sơn sẽ review cho các bạn cái thông tin đầu tiên này. Bây giờ các bạn vào bất kỳ một cái tin tức nào đó, có thể tiếng Anh hay tiếng Việt không quan trọng. Sau đó các bạn có thể kéo xuống từ từ hay là các bạn kéo nhanh cũng được, tùy các bạn nhé. Các bạn kéo xuống này, ở phần ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái mục tip. Các bạn nó sẽ nhận được cái tiền thông qua các bạn tip. Các bạn có nghĩa là các bạn nó cho tiền cái tác giả viết ra cái nội dung này. Thì tiền này thì không phải của bạn, nhưng các bạn có quyền được tip. Rất là tuyệt vời đúng không nào. Thì ví dụ như bây giờ các bạn có thể kéo cái thanh này. Thanh này á, là cái thanh mà các bạn sẽ chọn là cái số tiền bạn tip cho tác giả. Giả sử các bạn kéo về đây thì tức là các bạn sẽ tip cho tác giả 100% và các bạn không có gì. Còn các bạn kéo vào đây thì tức là các bạn được 20%, tác giả được 20% và bạn sẽ được 80% số tiền tip. Sau đó các bạn chọn vào phần tip. Thì khi mà các bạn bấm vào đây thì đâu đó nó sẽ quay khoảng 1 giây đó, là các bạn sẽ nhận được là tổng số tiền đó là 0,047 đồng bạc. Và cái tác giả này họ sẽ nhận được là 0,0118 bạt. Thì cái bạt này là gì? Đó, dành cho những các bạn không biết thì các bạn có thể lên trên coinmarketcap.com và sau đó các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ nhìn thấy cái đồng BAT. Đó, nó viết tắt của từ Basic Attention Token. Đây là một trong những cái đồng tiền điện tử. Và cái đồng tiền điện tử này thì đã giúp được cho một số anh em kiếm được một số tiền rất là lớn. Các bạn có thể lên trên kênh YouTube của Sơn và tìm về những cái video Sơn nói về cái đồng này trước đó rồi. Đây là những cái video mà Sơn đã nói trước về cái đồng Ray. Đó, cái dự án Ray. Và cái dự án Ray này nó trả chúng ta là trả thưởng qua cái đồng bạc. Thì các bạn thấy được rằng những cái dự án này Sơn đã kiếm được số tiền hàng trăm triệu này. Sơn rút về bằng video luôn nha các bạn. Rút về bằng video và rút về 260 triệu này. Rút về 100 triệu này. Và rất là nhiều học viên của Sơn đó, họ đã tạo được thu nhập từ 5-600 triệu tới thậm chí 1 tỷ thu nhập một tháng với cái đồng Ray này rồi. Đồng bạc này rồi. Đó, thì các bạn có thể coi những video trước nhé. Thì cái video này đây là một trong những cách để các bạn có thể kiếm được đồng BAT miễn phí bằng cái cách bạn sẽ tip cho tác giả họ đã viết cho cái bài này. Đây, các bạn có thể kéo xuống dưới này. Tuy nhiên rằng là cái sau khi mà bạn tip xong thì nó phải đợi sau một thời gian thì các bạn mới tip được nữa. Cái thời gian khung giờ này thì nó không chuẩn lắm. Đâu đó khoảng bạn sẽ đợi khoảng 8 phút nữa thì các bạn sẽ được tip tiếp theo. Rồi sau đó các bạn có thể vào trong cái mục dashboard ở đây. Các bạn sẽ nhìn thấy được là tổng cái số tiền mà bạn đã kiếm được và nó sẽ tự động quy đổi cho các bạn là ra đô luôn nhé. Thì cái này dự án này Sơn cũng mới chơi thôi. Đó, mới chơi thôi thì Sơn được 0,17 đô. 0,17 đô rồi. Và ok nhé. Rồi. Cái cách thứ hai là các bạn có thể kiếm được tiền thông qua việc là bạn trở thành một tác giả một bài viết. Đó, thì để trở thành tác giả bài viết thì cũng rất là đơn giản. Đối với đây tài khoản Sơn đã đăng ký tác giả rồi. Còn đối với các bạn chưa đăng ký tác giả thì các bạn có thể chọn một cái phần đăng ký tác giả đâu đó gần chỗ này này. Sau đó các bạn gửi thông tin cho họ. Thì cái thông tin đấy cũng không cần phải quá gì đặc biệt đâu. Sơn ở đây Sơn dán cái Facebook cá nhân. Sơn dán cho họ cái Facebook cá nhân thôi. Sau đó thì họ sẽ duyệt cho Sơn là quyền tác giả. Nói chung là trong cái quá trình mà các bạn gửi duyệt cho tới khi mà được duyệt thì nó cũng rất là nhanh nha các bạn ha.
đâu đó chắc khoảng vài tiếng hoặc 4 tiếng 5 tiếng gì đó, họ sẽ gửi cho các bạn một cái email, đó là họ sẽ duyệt cho các bạn trở thành tác giả đó. Nói chung là cái này thì nó khá đơn giản, các bạn chỉ cần nó nói cho biết rằng họ sẽ hỏi các bạn đó là tại sao các bạn nó muốn trở thành tác giả, thì các bạn có thể viết được rằng là bởi vì tôi có những cái nội dung tôi muốn viết blog ở trên này và đây là cái thông tin của tôi. Các bạn có thể gửi cho họ một vài cái thông tin giống như là cái blog của bạn hoặc là cái kênh YouTube của bạn hoặc là Facebook cá nhân của bạn nếu có, các bạn gửi cho họ để họ sẽ duyệt cho các bạn rất là nhanh nhá. Thì cái cách số 2 này các bạn có thể kiếm được tiền thông qua việc là các bạn được người khác tip cho các bạn. Giả sử đi, đây là một số cái bài mà Sơn nó viết đại thôi. Nếu như các bạn về sau Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn viết bài này nhé. Thì các bạn có thể viết một vài cái bài, sau đó thì bạn cũng trở thành một cái tác giả. Và dĩ nhiên rồi, khi mà các bạn trở thành tác giả đó thì người khác cũng sẽ tip cho các bạn nhé. Người khác cũng sẽ tip cho các bạn ở đây này. Đó, còn đây là các bài viết của Sơn thì Sơn không có tự tip cho mình được. Nhưng mà nếu như các bạn đó có thể follow cái kênh của Sơn, đó là Sơn PS, thì các bạn cũng sẽ tip được cơ Sơn. Đây, các bạn có thể vào trong cái mục là public.ox.com gạch chéo a còng sơn piat đó, các bạn follow cái tài khoản của Sơn nhé. Sau đó các bạn đã vào đọc những cái bài viết này, thì thay vì các bạn tip cho người khác thì các bạn có thể tip vào Sơn, hoặc là chúng ta có thể tạo ra một cộng đồng, chúng ta tip chéo cho nhau, đúng không nào? Tip chéo cho nhau thì chúng ta cũng có thể gia tăng thêm thu nhập. Rồi thì bây giờ đó là cái cách kiếm tiền số 2. Rồi cách kiếm tiền số 3, các bạn có thể chọn một cái mục là am program ở đây này, program này thì đây là cái chương trình tiếp thị liên kết của họ đó. Các bạn kéo xuống dưới này, các bạn có thể nhìn thấy đây là cái đường link tiếp thị liên kết của bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ dịch cái phần này ra. Thì đại khái họ nói một cái điều đó là họ sẽ trả thưởng cho chúng ta thông qua cái việc là chúng ta tuyển được referral, và chúng ta sẽ được 5% tiền tip đó mà cái người đó họ sẽ tạo được ra. Tức là họ đi tip người khác thì các bạn sẽ được 5% của họ, và bên cạnh đó thì view họ viết bài viết thì bạn cũng được 5% trên cái tổng thu nhập đấy. Thì giả sử sau này chúng ta có thể tạo ra một cộng đồng, và cái cộng đồng này sẽ tip bài cho nhau. Thì thứ nhất, các bạn đó viết bài ra, các bạn nó sẽ có người xem và các bạn nó được người khác tip, thì lúc này chúng ta tip cho nhau, tip qua tip lại như vậy thì cái thu nhập của mình cũng khá là ok nhé. Đây này, bây giờ mình có thể lên Google mình search cái từ khóa là public payment proof, có nghĩa là cái bằng chứng thu nhập, thì mình cũng có vào một vài cái bài viết mình thấy được rằng ví dụ anh chàng này được 40 đồng BAT này, 40 đồng BAT. Ok, thì giả sử đi, ví dụ như bây giờ mình lấy mới tính ra, mình lấy 40 đồng nhân với cả 0,16 đô thì bây giờ anh này sẽ được khoảng 6,5 đô. Nó chưa phải số tiền lớn đâu, nhưng mà ví dụ như bây giờ cái đồng BT này nó lên lại cái mức giá như cũ của nó trước khi cái thời điểm mùa dịch cái diễn ra là khoảng 0,3 đồng thì anh này cũng phải được mười mấy đô rồi, đúng không ạ? Dĩ nhiên là những người này thì mình đánh giá không cao, có thể họ là gà thôi, họ không kiếm được nhiều tiền đâu các bạn. Nếu như các bạn biết cách và tạo cộng đồng với nhau á thì các bạn còn tạo được thu nhập khủng nữa. Ví dụ như anh này tạo ra được 539 Hydro. Mình đã thử xem cái đồng Hydro này có list trên sàn này không nhá. Đây, Hydro, đồng Hydro. Hydro này thì cái giá nó không được cao. Đó, ok. Thì nhưng mà chúng ta cũng hiểu được một điều là cái này thì nó đã có cái bằng chứng thu nhập trước rồi. Bằng chứng thu nhập trước rồi và cũng chưa có thực sự ai làm mạnh, bởi vì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái dự án mới thôi. Đây là một dự án mới và chúng ta hãy cùng tạo ra một cái cộng đồng lớn mạnh tại Việt Nam. Và trong thời gian tới thì Sơn cũng sẽ có những cái bài post thêm, bài viết ở đây có sẵn. Thì những cái bài viết này nó cũng rất là hay, bởi vì thay vì mình phải bỏ tiền ra để mình mua một cái tên miền và sử dụng hosting và mình phải trả phí nó hàng năm, thì các bạn cũng thể sử dụng đây, nó giống như một cái blog của các bạn. Bạn viết bài trên này và cái lượt SEO của nó cũng rất là tốt nha các bạn. Đây, giả sử nhá, bây giờ mình thử search cái từ khóa đó là những điều bạn cần biết về đồng BAT và Ray đi. Mình search lên trên Google thì các bạn đã nhìn thấy điều tuyệt vời đó. Nó xếp hạng thứ hai nhé. Cái xếp hạng thứ nhất này là của Sơn luôn các bạn. Xếp hạng thứ nhất này là Sơn nó viết trên cái trang là medium.com, còn trang xếp hạng thứ hai này là cái xếp hạng public này, thì cái bài viết này của Sơn luôn đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Cái nó hiện ra đầu tiên luôn, hiện ra đầu tiên luôn, rất là tuyệt vời luôn nhé. Đấy, các bạn thấy nó ok lắm. Thì khi mà các bạn viết lên như vậy, các bạn cũng có một cái lượt tiếp cận và chuyển đổi khi mà người khác search trên Google. Còn ở đây là Sơn nó đang là thử thôi. Còn nếu như bây giờ sau này chúng ta tạo ra những cái bài viết mà nó theo xu hướng và nó nhiều người quan tâm á, thì nó sẽ còn lên top được nữa. Thì các bạn hãy thử cái dự án này đi. Và khi mà các bạn đăng ký cho Sơn á, cái đường link Sơn để lại phía bên dưới, thì trong những video sau á, Sơn sẽ review nó thêm. Và mỗi một lần review như vậy, Sơn sẽ chỉ cho các bạn những cái chuyên sâu hơn. Dĩ nhiên là nếu như bạn đọc tin tức này thì nó không có nhiều tiền đâu. Mà các bạn nhiều tiền á, thì thứ nhất là các bạn nó phải là trở thành một cái tác giả, bạn viết bài, đúng không nào?
Và thứ hai là chúng ta sẽ tạo được một cộng đồng ở trong video sau, hoặc là Sơn sẽ để lại cái thông tin phía bên dưới nếu như mà Sơn đã tạo ra cộng đồng, để chúng ta vào đây chúng ta sẽ trao đổi chéo cho nhau những bài viết, chúng ta like chéo cho nhau, chúng ta tip chéo cho nhau, chúng ta xem chéo bài viết cho nhau, thì lúc này các bạn sẽ có được cái thu nhập rất là tốt, đúng không ạ? Thì sẽ còn hẹn lại trong bạn trong những video tiếp theo. Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết bài như thế nào, và cái dự án này cũng rất là hay, bởi vì sau này khi mà các bạn đã chạy những cái dự án mà Sơn có hướng dẫn các bạn ở trên kênh YouTube ạ, thì các bạn cũng có thể là sử dụng những cái bài viết này thành những cái traffic này để các bạn có thể là viết những cái dự án để các bạn nó tuyển được referral. Đó, đây là một cái dạng traffic rất là tuyệt vời nhá, để các bạn hãy tận dụng nó. Đó, hãy tận dụng nó và các bạn viết nó để sau này giả sử đi các bạn làm dự án vay hoặc là bất kỳ dự án nào, các bạn viết bài viết có sẵn ở trên đó và các bạn dễ dàng để các bạn kháng cáo tài khoản nếu như tài khoản các bạn bị khóa, đúng không nào? Rồi thì video này Sơn sẽ dừng lại ở đây. Đầu tiên các bạn hãy đăng ký cái tài khoản trước đi, sau đó thì các bạn hãy sử dụng một vài những cái tính năng giống như đọc tin tức để các bạn trải nghiệm nó trước đó. Và bên cạnh đó thì các bạn hãy đăng ký để trở thành tác giả, thì sau khoảng vài tiếng họ sẽ duyệt cho các bạn cái quyền tác giả thôi. Đó, duyệt cho các bạn cái quyền tác giả rồi sau đó các bạn có thể lấy cái đường link liên kết để các bạn đi mời người khác, để người khác có thể tham gia và chúng ta tạo được một cộng đồng đọc chéo bài viết cho nhau. Thì đường link Sơn có để lại phía bên dưới video này, nếu như Sơn có group thì Sơn cũng sẽ tạo ra và Sơn sẽ để lại phía bên dưới để các bạn có thể tham gia vào, các bạn xin tham gia vào Sơn sẽ xác nhận nhá. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.